Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Bữa giờ thì mình làm cái nhiệm vụ của Tiso là hơi bị lâu rồi đó. Thế nên là hôm nay mình quyết tâm là phải xong xuôi cái nhiệm vụ của Tiso để chúng ta còn tiến tới những cái công việc khác trong hành trình From the Fog. Chứ bữa giờ là mấy cái tên Hero Bright chắc hắn cũng chán, không thèm hù mình luôn hay sao các bạn à. Rồi, và ở tập trước thì Tiso có kiểu như nói chuyện với mình á và chỉ cho mình cách để mình có thể săn lại cái quái vật băng các bạn ơi. Đó chính là chúng ta sẽ đi tới cái chỗ được gọi là Resting Ground. Và đây nè, cái chỗ Resting Ground nằm ở phía trên của Tiso luôn. Tiso sẽ dẫn mình tới đó các bạn à. Ôi, nghe có vẻ xịn sò vậy ta. Để coi coi. Chưa, man golem của mình bây giờ chắc ổn chứ. Hình như là vẫn ổn các bạn ơi. Mình sẽ dẫn theo hai anh golem bằng kim cương ha, kèm theo đó là một anh golem hắc diệm thạch nữa, tổng cộng là ba anh golem sẽ đi cùng mình thì may ra mới an toàn các bạn à, chứ đơn phương độc mã qua bên bển là cực kỳ nguy hiểm. Trước khi đi thì chắc chắn rồi, mình phải đem theo những cái thùng cái đã, vì đây là công cụ duy nhất hiện tại mà mình có thể giữ những anh golem nè. Rồi đi, từ khúc này cẩn thận mới được. Ơi, mình có dẫn, có nên dẫn anh Đại đi theo không nhỉ? Thôi đi anh Đại à. Quăng bển chắc bị nó đục mấy cái là đi các bạn à. Không đùa đâu, nhiệm vụ này nguy hiểm lắm, nên là anh Đại ở nhà đi. Rồi golem hắc diệm thạch vô trong đi, đầy đủ nha. Rồi xong phim. Không biết là sau khi mình hoàn thành xong cái nhiệm vụ cuối cùng này thì Tiso có cho mình vũ khí gì xịn khác hay không ta? Ồ, mới làm xong có một cái nhiệm vụ cơ bản thôi mà Tiso đã cho mình cái vũ khí cực kỳ VIP này nè. Thắc mắc nha. Càng có thêm động lực để làm nhiệm vụ các bạn ơi. Ok, và mình sẽ mặc dù cái này nó mạnh thiệt nhưng mà nó có tác dụng phụ các bạn, là nó gây đam lên xung quanh đó, nên là chắc mình sẽ tạm thời cất nó đi mà chỉ dùng cái vũ khí mới chế tạo hôm qua, là cái chày khổng lồ. Ok, và bây giờ mình đã lên đường và mình đã dịch chuyển tới Resting Ground các bạn ơi. Ôi, bầu trời ở Resting Ground thì ghê lắm. What the heck? Ê, các bạn ơi, hình như mình gặp quái vật băng đang nằm ngủ kìa. Ui thiệt. Vậy là hôm qua sau khi mà bị những anh golem hội đồng á các bạn, quái vật băng đã lẩn trốn qua bên này và đi nằm nghỉ ngơi. Kìa kìa. Ô mày chuối. Nhiệm vụ căng nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái empty soul canister này để chúng ta có thể thanh tẩy được quái vật băng. Ấy, nhưng mà sao nhiều cái con Demon Goron này vậy? Ồ, cực kỳ nhiều luôn. Nó cứ quấy rầy mình. Ai, đáng ghét thiệt. Lấy vũ khí VIP mình ra mới được. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác mà chơi. Ok. Trước mắt thì mình sẽ đích thân thanh tẩy ha. Còn ví dụ mà muốn đánh nhau thì mình sẽ kêu mấy anh William ra sao? Ok. No. Ui, ao. Ui, có vẻ hơi khó các bạn ơi. Ow. Mình không thể lập tức thanh tẩy quái vật băng được. Này, mình đang cố kích hoạt lên người quái vật băng á các bạn ơi, nhưng mà đều thất bại. Chắc là phải sống máy một trận. Ơi, dùng tuyệt chiêu rồi. Ui no. Né tuyệt chiêu. Rồi, tiếp tục. Ai, vẫn không được. Trời đất. Tấn công liên tục luôn, không có khoảng nghỉ để mình có thể triệu hồi golem luôn á các bạn. Golem, một anh. Hai anh, ai. Anh thứ ba. Rồi, chuẩn bị nha. Ui, nhưng mà mình... Ui. What the heck? Ow. Ê. Hình như bữa nay mình có thể solo chứ. Quái vật băng được hay sao á? Ơ? Giống lắm các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình chưa vô lượng máu tử lần nào hết. Mình vẫn đang rất là ổn luôn. Nè. Ồ. Có lý các bạn ơi. Vậy là chắc không cần. Ai. Hết có lý rồi. Au. Ui. Mình dính tuyệt chiêu cuối của quái vật băng rồi. Ui không. Cái này giống như là tuyệt kỹ băng giá vậy đó. Cực kỳ mạnh luôn. Không xong rồi.
Ấy. Phải đợi mấy giây vậy? 9 giây nữa. Cố lên, chống chịu các bạn ơi. Mình có thể làm được. Bữa nay mình đã mạnh hơn rồi. Ui, tính ra là định nhờ mấy anh golem giúp nhưng mà nãy giờ tự thân vận động cũng ok phết. Ôi. Ấy. Trời, quái vật băng đã lợi dụng cơ hội để chạy trốn rồi các bạn ơi. Ơ kìa. Ồ, mình lại thất bại trong việc thanh tẩy quái vật băng rồi. Ây. Cay thế nhờ. Ui mà bên cái chỗ resting round này á, nhìn nó cứ ma mị sao các bạn. Cái bầu trời đỏ lè đỏ lét rồi. Ghê thiệt sự luôn á. Và để đỡ cô đơn hơn, mình sẽ kêu em ngựa ra. Ok, mình sẽ cưỡi ngựa đi cho đỡ cô đơn hết các bạn. À, với cả an toàn hơn nữa. Mình cũng muốn khám phá thử coi coi ở bên cái vùng đất này, ngoài cái quái vật băng ra thì còn sinh vật gì khác hay không á. Ê, sao tối vậy? Đeo này vô cho sáng xíu coi. Ui giờ. Rồi, ngoài quái vật băng ra thì còn rất nhiều con bù nhìn, cũng như là những con Demon Goron đó các bạn. Không hiểu sao bên đây cực kỳ nhiều con đó luôn nha. Ôi, lại một quái vật băng khác ở bên này. Ok, mình sẽ chớp lấy cơ hội các bạn ơi. Lần này mình sẽ không thất bại nữa đâu. Cố lên, cố lên. Mình sẽ chạy tới và lập tức kích hoạt cái đồ thanh tẩy lên. Coi được không? Mình sẽ không đánh luôn. Lần trước mình thanh tẩy Daraku cũng vậy á các bạn. Mình phải kiên trì cơ. Được không? Ây á. Được đi mà. Ây, thất bại rồi. Lại cái nữa. Ây. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Nào. Ây. Sao khó thanh tẩy vậy? Ừ. Oh no. À, mấy cái con Demon Goron nó cứ cà khịa. Ê, con gì ơi? Thật. Ok. Bớt mấy con quái kia rồi. Tiếp tục nào. Thanh tẩy đi. Ê. Kỳ lạ vậy. Ê. Mình sẽ thử lại. Ui ui ui. Trời ơi. Nhìn nhục như vậy một hồi giáp mình ổn không ta? Mình thấy giáp mình sắp banh rồi đó các bạn ơi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Trời ơi. Muốn làm một cái người đi thanh tẩy quái vật trong From the Fog cực kỳ khó khăn các bạn ạ. Mình mà không có bếp búp máu liên tục thì chắc trụ không nổi đâu. Ok. Tiếp tục, tiếp tục. Mình sẽ không từ bỏ. Ui da, ui trời, boss nó nhảy lên nó tấn công kìa. Khó rồi, không được, không hề được luôn á. Mình sẽ bật hitbox lên á. Ây da, ây da. Au, au, au. Ây da, thiệt tình luôn. Thất bại nữa rồi. Giáp mình không ổn lắm các bạn ơi. Chắc mình sẽ cày kinh nghiệm tí để chúng ta sửa giáp lại cái ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mua ẹt, rộp lóc, lóc rút cũng như là unit toilet thì có thể ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Ok. Ê, có khi nào nguyên ngày hôm nay mình sẽ thất bại trong việc thanh tẩy quái vật băng kia luôn không các bạn? Sao mình thấy có điểm quá ha. Thiệt luôn, hai lần vừa rồi không có lần nào mà mình thanh tẩy được hết. Không biết là mình có sai ở cái bước nào không ta? Ủa, mình tìm hiểu là cái Empty Soul Canister này nè, là cái duy nhất để mình có thể giữ quái vật băng vô trong rồi sau đó mình thả ra là được thanh tẩy liền á. Nhưng mà sao mình lại không giữ được? Một tí mình sẽ thử không dùng khiên luôn coi. Coi coi có khá khẩm hơn được là bao hơn hay không á. Rồi, và như thường lệ mình sẽ đi ngủ cái lấy hên cái đã. Nào nào nào, Daraku, đi chỗ khác, đừng có dòm tôi ngủ. Đẹp trai nhưng mà hay ngại lắm. Trời đất ơi, tao thấy mà tao bắt ơi à. Rồi, đi ngủ thôi. Đó, ngủ dậy hy vọng là chúng ta sẽ refresh lại cơ thể ha. Sau đó may mắn hơn. Không là vậy. Rồi, Tiso, dẫn tôi tới bên kia tiếp đi. Ơ, nhưng mà sao Tiso không đi chung với mình ha? Lạ thiệt, có mình qua đây à. Ok, lần này mình sẽ đổi hướng đi. Đi qua hướng bên này đi các bạn. Ui da, ui da, ui da. Mới qua bị khịa rồi, ok. Rồi, đi thôi ngựa. Gặp luôn các bạn ơi. Ok. Tranh thủ. Tốc độ các bạn ơi. Ui da, con này nó kìa mình. Trời ơi. Cái quần đùi gì vậy? Thiệt luôn, con này báo đời báo đốm nữa rồi.
bớt báo đi con kia. Rồi chuẩn bị tốc độ, tốc độ, để lên, để lên. Ê, được không? Ui da, ai ai mình dúng, mình dính thiệt chiêu luôn rồi. Ui da, ao. Ui không được các bạn ơi. Ôi có khi nào mình nằm xuống luôn không? Vẫn không hề được. Quay quay, có gì đó sai sai rồi. Ây da, ây da, ây. Thử lại, thử lại. Kỳ vậy? No. Ôi được chưa? À chưa được. Ê, mình bị hội đồng rồi. Ui da. Ui nó nhảy. Ui da. Trời đất ơi, đệ quá trời. Mấy con đệ này. Ok. Được chưa, được chưa, được chưa? Cơ hội, cơ hội. Ê, không được. Ơ kìa. Lý thuyết với thực tế nó khác lắm các bạn ơi. Lý thuyết á là người ta chỉ cần dùng cái này chạy lại, đụng vô cái thôi là thanh tẩy được. Còn mình thì không hiểu luôn. Sao quần nãy giờ không có mần ăn được gì hết. Ê, ê, còn bị dính kỹ năng đặc biệt của quái vật băng nữa. À. 7 hours later. Lần này thì sao? Rõ ràng, trời ơi. Mình đã lén lén lại gần đúng lúc mà quái vật ngủ rồi đó. Đó là lúc nó yếu nhất các bạn mà không thanh tẩy được. Công bằng nằm ở đâu? Chị Google dụ mình rồi. Có được đâu. Cái này là phải mang vốn chị Google rồi. Ây da. Hay là mình có thiếu cái bức nào không trời? Ủa kỳ, sao mình không thanh tẩy được? À. Cày quá các bạn à. Thật sự luôn. Mình sẽ về đây nói chuyện với Tison xíu. Nhiệm vụ. Ok. Không thèm nói chuyện với mình luôn, hết gợi ý mình luôn rồi. Ôi không. Lời khuyên coi. Trời ơi. Lời khuyên về mấy cái quặng không à. Ây da. Help me, help me. No, không ai, không ai help mình được hết các bạn ơi. Tự thân vận động mà sao vận động kiểu này thì toan. Thôi được rồi, mình sẽ làm lại. Nhiều khi là cái này nó bị lỗi các bạn à. Mình sẽ làm lại cái khác ha. Công thức của nó thì đây. Đó. Có stack được không? À không stack được với nhau. Ok. Làm hai cái mới cái cũ này. Bước đi. Bước vô đây. Đó. Đi. Chập 3 đúng không? Hay chập 4 rồi. Hình như chập 4 rồi đó các bạn. Chắc là không có thanh niên nào thành tẩy quái vật mà mất nhiều lần giống như mình. Ui no. À đây đây đây. Oh. Wow. Wow. Ủa một khoan. Ủa mình bắt Tiso ai dẫn mình qua ông bếp. What the hey. Khó vậy. Thôi được rồi. Quá tàm nhiều bận. Ok. Mình sẽ đợi lại thêm một cái nữa. Chắc lần này sẽ khác các bạn à. Kìa kìa kìa. Lén lén lại mới được. Ý thiệt các bạn ơi. Không có xi nhê gì luôn á. Ai à, kỳ vậy. Số mình nó lận đận thiệt. Ê vui. Ê, thử lại cái nữa. Vẫn không được. Áo. Ý rời rồi. Ý rời rồi các bạn ơi. Ý. Chắc đã tới lúc rồi các bạn ơi. Mình phải dùng tới hạn nóng vừa to vừa dài của mình để mình có thể quan bển và xử cái con boss này mới được. Mình đã nhịn đủ rồi. Mình sẽ thử hạ nó luôn. Sau đó biết đâu mình lại có cách thanh tẩy thì sao. Ở đây 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 đây. Ok boy. Let's go. Nhưng mà trước đó thì để mình hạ mấy cái con đệ khác của nó cái đã. Ghét thiệt chứ. Mấy con này là cái con mình nghĩ là nguyên nhân chính giáp mình mau hư các bạn. Đánh một cái xách quần đó chạy. Nè nè nè. Vừa hết lửa cái này nó quay lại liền. Láo chưa. Rồi. Chuẩn bị. Ê lộn lộn lộn. Mình sẽ lập tức kêu ba anh Golem ra ngoài. Một, hai. Ê còn anh cuối nữa. Ba, ok. Tấn công. Bèm nó thôi. Ui da. Ui ui đúng rồi. Ê anh Golem đi đâu vậy. Hợp sức chiến đấu nào. Mình sẽ thu hút sự chú ý của nó.
bên Golem sẽ tấn công ở khu vực phía sau. Ây da, ao. Ui, nó đóng băng ghê quá. Ui, nó đóng băng. Ao, ao, ao. Mình phải liên tục bút, bút máu lên. Không là đi đấy các bạn. No, no, no. Dính hiệu ứng này là cực kỳ bất lợi luôn. Ý. Ây. Ây. Ao. Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ tới bốn mình mà lại không đánh lại là sao? No. Mình phải hạ nó trước khi nó biến mất. Ui, Man Golem không biết trụ nổi không nữa. Mình lại thấy sắp đi rồi đấy. 400 máu cuối cùng. Ok, mình sẽ dụ nó lại. Man Golem. Cố lên mấy anh, hỗ trợ tôi. 200 máu cuối cùng. Ây. No, 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 no. Mình phải bút máu liên tục. Ây. 100 máu cuối cùng. Cố lên. Ây. Thất bại rồi. No. Mình thất bại rồi. Quay lại, quay lại. Kịp không, kịp không? Ê, vẫn còn cơ hội. À không, còn cái nịt. No. Lại một anh Golem kim cương hy sinh rồi các bạn ơi. Lỗi mình. Mình không bảo vệ được mấy ảnh. Mà mấy ảnh cũng không có giúp mình được nhiều lắm các bạn. Ừ. Chắc tại cái con quái vật băng này nó quá là bá đạo đi. Thôi được rồi, một xíu nữa mình sẽ tự lực cánh sinh các bạn. Tự thân vận động đi, không có nhờ anh nào hết. Nhiều khi như vậy đó còn dễ hài gục hơn á. Ừ, tự lực cánh sinh thôi. Tạm thời cho hai anh Golem vô trong. Để em thò hồi mình vứt nhầm đó. Ok, tiếp tục đi tìm cái con quái vật băng thôi các bạn. Đổi vũ khí ha. Vũ khí này không phải đối thủ của nó đâu. Ờ, giáp mình ủa già không biết đủ độ bền không trời. Làm liệu. Ê kìa 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 kìa, nó xuất hiện rồi. Nice. Sau một lúc đánh nhau là nó sẽ mệt các bạn, là và nó đi nấp mà. Mình phải tranh thủ mới được. Vô. Tấn công luôn. Ok, liên tục nha. Vô. Ủa già nó đẩy lùi, nó đẩy lùi mình. Oh no 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 no. Nó có nhiều đàn em quá. Đàn em của nó khó chịu lắm các bạn. Nó sẽ bào mòn giáp của mình theo thời gian. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình đang chiếm ưu thế các bạn. Mình sẽ mạnh hơn nó lúc mà nó chưa dùng tuyệt chiêu cuối. Và khi nó dùng tuyệt chiêu cuối thì tình thế sẽ đảo ngược hoàn toàn đấy. Nên là mình phải tranh thủ lúc này. Tấn công nó liên tục. Không để nó dùng chiêu cuối. Ý. Hình quá, hình quá. Mình né được, mình né được. Yes. Mình né được chiêu cuối của nó rồi. Ai ai à. Ngon ngon. Mình có cửa thắng rồi các bạn ơi. Ấy. Lần trước ngươi đã trốn được một lần rồi. Lần này thì khó mà trốn nha. Ấy. Ui ui, chạy chạy. Nice. Mình né tiếp được rồi. 100 máu cuối cùng và đây rồi. Chuẩn bị. Ấy. Yes. Mình đã hạ được nó rồi. Ô và nó rơi ra cái gì nè các bạn ơi. Oh. Wow. À nó rơi ra thịt. Cũng như là một ít cái đồ lặt vặt. Ok, vào nãy Tiso có điều muốn nói với mình. Ôi, bây giờ lại muốn nói với mình à. Ok, sẽ về hỏi thăm thử coi như nào. Sẵn tiện mình sửa lại giáp cái đó. Trời đất ơi, giáp mình nó lại nát tiếp rồi. Có một ngày thôi mà mình phải sửa giáp rất là nhiều lần các bạn ạ. Ok, từ từ. Lên trên sửa giáp chứ, không thôi hồi quên đó. Mình hay quên. Nhớ là làm liền đi. Ok, siêu cấp tốc luôn ha. Rồi, xuống dưới hỏi thăm Tiso. Tiso có cái mẹo gì khác cho mình không? Chứ mình bắt buộc là bữa nay phải cho xong cái nhiệm vụ này để chúng ta còn làm nhiều thứ khác nữa. Ok, Tiso lời khuyên coi, nhiệm vụ nè. Tiso nói là mình đã đánh bại được quái vật băng rồi đúng không? Để coi tiếp theo thì mình phải trở lại Resting Ground. Và mình có thể dùng cái này để thu giữ được quái vật băng rồi hả? Phải không? Kiểu như sau khi bị mình đánh bại các bạn, con quái vật băng nó đã suy yếu đi thêm một phần nữa. Thì không nha. Thử coi. Trở lại cái nữa các bạn. Lần này chắc sẽ khác thôi.
Ê kìa, nó bên kia kìa. Được á, chạy lên nắng nè. Ví dụ mà không ổn cái là mình chuồn liền nha. Ui. Ui. Ủa. Thành công luôn các bạn ơi. À, cái mấu chốt ở đây là mình phải đánh bại nó ở cái chỗ resting ground này. Ở cái vùng đất này thì mình mới có đủ năng lực để mình để mình có thể thanh tẩy nó và bắt giữ nó các bạn ơi. Trời ơi, ra là vậy. Biết rồi nha. Ok, giờ sau thi thanh cải thanh tẩy thì cai cai. Lại thêm có một, ui trời, có đuôi nữa kìa. Trời ơi, Lộc lại có thêm một thành viên nữa trong dạng harem rồi các bạn ơi. Trời ơi, chắc nhiều bạn sẽ thích quái vật băng sau khi thanh tẩy lắm đây. Trời, trông cũng khá là đáng yêu giống như là Tiso ha. Ờ, cái này có tay thỏ rồi nữa nè. Ai da, được, được. Ít xài, tự nhiên thấy cũng muốn làm thêm nhiệm vụ ấy nhờ. Tham lam. Trở về liền ấy chứ. Để mình sẽ thử xuống dưới coi coi quái vật băng có nói gì với mình không á. Sau khi trải qua rất là nhiều trận chiến với mình. Thử coi. Để quái vật băng xuống. Hả? Nói chuyện thử. Ồ, ui lại có nhiệm vụ nữa hả? Ê, ê, tôi làm nhiệm vụ bữa giờ mệt lắm rồi nha. Nói chuyện đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi ha. Ôi giời. Tự nhiên thấy cũng tự hào một xíu các bạn. Có người cảm ơn các bạn à. À, tôi yêu Tuyết. Bạn này thích Tuyết. Hello. What's up? Hôm nay thế nào? À, cơ bản gì thôi hả? Thôi ở yên đây nha, đừng đi đâu hết. Đi sớm cũng vậy, đừng đi lung tung nha. Rồi, còn ông thần chiến thần đã ra cư thì thôi, khỏi nói. Rồi mình sẽ coi thử nhiệm vụ nha. À, ui, nhiệm vụ đơn giản lắm các bạn. Bạn ấy muốn test sức mạnh của mình và muốn mình tiêu diệt 10 cái con Reaper. Ê, giỡn mặt tôi hả? Tôi đủ sức để bập bạn á, chứ đừng có đùa tôi nha. Mà thôi, kệ, nhiệm vụ đơn giản. Làm luôn các bạn. Với cả là mình muốn thư giãn một xíu á. Đi ra ngoài khám phá tí đi các bạn ơi. À, bữa nay thì mình sẽ cho em ngựa này ở nhà ha. Mình sẽ cởi em ngựa xương đi. Lâu rồi chưa dẫn ngựa xương đi khám phá. Trời đất ơi, bỏ bê. Ẻm quá trời quá đất. Sẵn tiện đi làm nhiệm vụ luôn. Ừ, nhưng mà có cái con gì đó nó đang kiểu như săn mình hay sao á. Con nào vậy? Hello. Không biết nữa. Nó cứ lâu lâu hiện lên cái thông báo này các bạn. Thôi giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào nhiệm vụ chính. Đó chính là đi săn Creeper ha. Thôi đi. Gặp hắn là có điểm á các bạn. Ui da. Thấy chưa? Mới gặp hắn thôi lọt hố rồi nè. Ghét thế nhờ. Mình phải chạy lại đó ha. Đấm vô mặt hắn mới được. Ở đó đi. Mà đi, người ở đó luôn cũng được. Mình không muốn dây dừa với tên sát nhân nữa các bạn ơi. Ê, có con đập. Ôi. Ôi. Ôi, cái con này. Tao nguyền rủa ngươi. Nó ngựa xương. Anh xin lỗi. Trời ơi. Không. No. Ở sao ở đây nó lại có cái ngôi mộ luôn vậy? Có cần trùng hợp gì không? Sao vậy? Sao số mình nó sao các bạn ơi? Không có người bạn nào mà đồng hành với mình lâu được. Ây da, mình đang yếu. Hai con gì vậy? Gì mà hai con gì vậy? Nó hợp sức. Trời ơi. Quay. Chơi một hội đồng dữ vậy. Ây da. Mày phải lấy hàng nóng vừa to vừa dày ra bập mấy tên này mới được. Giỡn mặt hả? Ây da. Để coi vũ khí mới của mình. Để coi vũ khí mới của mình có thể cân hai được không á.
Ủa nó biến mất anh con rồi. Ok. Ôi, toàn là điềm gỡ mà các bạn ơi. Trời ơi, nhiệm vụ săn Reaper chưa làm được mà mình đã mất em ngựa rồi. Thiệt luôn. Mà sao nó mạnh như ta, nó bắn 2 hit là đi em ngựa mình luôn à. Cái con xương á, chắc là tại do cái tên Hero Bride chắc luôn. Các bạn biết không, hồi nãy con xương nó có đôi mắt phát sáng kìa. Tức là Hero Bride đã điều khiển con xương đó đó. Chứ không đâu đó. Chứ sao mà nó có đủ chính xác mà nó bắn 2 hit như vậy được. Mình còn khi bắn tật lên tật xuống á. Một con này đi vô khác coi. Người ta đang buồn mà ha, lỡ lắc lắc tay là thấy ghét rồi đó. Thôi đi về luôn, săn Reaper gì tầm này nữa. Thôi không có buồn hù nha. Trời ơi, người ta đang cảm xúc mà gặp cái con Skibidi này là tự nhiên nóng lên rồi các bạn. Mắc quạo nha. Từ rài vì sao mình mà gặp con xương nào mà có đôi mắt phát sáng là mình ha, sẽ gõ nó 10 cái mới hả giận mình được. Mặc dù hôm nay mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng mà thật sự đây là một ngày buồn của mình các bạn à. Lúc đầu á thì chỉ có một cái bia mộ của em xám thôi, nhưng mà trong ngày hôm nay mình mất đi thêm một anh golem kim cương, rồi thêm bé ngựa xương nữa. Quả thật mất mát này cũng một phần là do mình các bạn à. Do mình không bảo vệ được những người bạn này á. Biết sao giờ, hy vọng là từ đây tới cuối hành trình chúng ta sẽ không mất đi thêm bất kỳ một người bạn nào hết. Rồi, tạm thời gác qua chuyện buồn đi. Ê, hồi nãy mình mới mất đi cái em ngựa xương á, xong bây giờ mình lại rén nha, không dám dẫn Felstead đi theo luôn các bạn. Mình đi mình đi, có gì mình chịu. Mình chạy nhanh mà. Chứ mà ha, dẫn theo rồi mình không bảo vệ được thì kỳ lắm. Đừng có chạy, đứng lại. Ê, trời trời, tự nhiên bị dắn lên vậy. Một con. Đâu rồi, rồi. Ê, gì vậy? Thanh máu. Thanh máu boss Slenderman. Ê, khoan khoan, từ từ. Cái quần đùi gì vậy sao? Mình cứ bị hất hất lên nhờ. What the heck? Không chỉ có Slenderman đâu các bạn ơi, cũng có thêm vài con quái vật khác nữa. Bây giờ mình đang bận sang Reaper, từ từ. Đứng lại Reaper, đứng lại. Ấy. Ok. Lại đây. Ui, Slenderman sở hữu 666 máu và 6 giáp luôn. Ui sao, sao bữa nay hay có quái vật nó xuất hiện chùm chùm quá các bạn ơi. Ô, và có vẻ Slenderman không phải đối thủ của mình các bạn à. Ê. Ê, từ từ. Đừng có ê. Ê là đi đó các bạn. Ok. Wow. Bữa nay mình có thể đối đầu với Slenderman được luôn. Dữ dằn vậy. Ủa, nhưng mà thường Slenderman này hình như không phải là Slenderman ở trong cái cánh rừng nha. Mình được một cái Slenderman Tentacle. À, cái này có thể ép vào kiếm Netherite để làm vũ khí luôn. Why? Ừ, tự nhiên mình lại nhớ tới Slenderman. Ê, con Assimilator này các bạn. Cơ thể nó mày trẻ làm đôi, thế ghê vậy. Yêu. Ban ngày ban mặt mà nó cũng đi ra nó săn mình nữa. Người săn nhầm người rồi. Tới số người rồi. Người làm ta ha, thấy tỏm thôi. Chứ người không hại được ta đâu. Cố lên các bạn ơi. Mình bị con này hạ là mình nhục lắm đó. Đây rồi. Mình sắp hạ được nó rồi. Ơ kìa. Ui nó dịch chuyển đây, nó tẩu thoát kịp. Ai xa. Cây thế nhờ. Ở đây có hang hả? Trời, cái hang bé tẹo gì mà cũng có con quái vật đó nữa. Rồi con SCP nó cũng biến mất luôn rồi. Ai xa. Thôi được. Nãy giờ mình mới săn được đâu đó cỡ 4-5 con Reaper thôi. Chắc mình phải đi xuống hang mình săn thêm vài con nữa các bạn. Chứ giờ ban ngày ở trên đất liền không có Reaper đâu mà săn. A few moments later. Vậy là phải săn những con Reaper kiểu như. Ê, từ. Ui con này nó dí mình thôi. Con skin Stalker này.
đi chỗ khác liền. Ok, mình đẩy lừa nó rồi. Kệ nó, mình không tốn thời gian với nó đâu. Thì ra là mình phải săn bằng vũ khí thường các bạn ơi. Chứ mà mình săn bằng vũ khí của Tiso đưa thì cái bạn mới này không có chịu trả nhiệm vụ ha. Rồi, giờ thì sau khi săn 10 Reaper thì sẽ cho mình phần thưởng là mấy cái này các bạn. Ok. Cũng được ấy chứ. Có thêm nhiệm vụ không? Nhiệm vụ đang tăng lên các bạn ơi. À, đa số mấy cái nhiệm vụ mà các bạn này giao cho mình á toàn là săn quái vật không à các bạn. Ừ, cái này chắc sắp tới mình có thể làm thêm để chúng ta kiếm thêm tài nguyên và tận dụng nó để làm thêm nhiều vũ khí ha. Mình thấy ở đây nó làm. Wow. Nó còn làm được giáp xịn các bạn ơi. Đây rồi, để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Herobrine và những con Manifold. Được nha. Rồi, và các bạn thấy sao về cái quái vật băng sau khi được thanh tẩy nè? Mình thì thấy cũng khá là hữu ích đó các bạn. Có thể giúp mình có thêm nhiệm vụ mà làm nè. Chỉ có điều hơi buồn hôm nay là mình đã mất đi thêm một bạn ngựa rồi. Thiệt luôn, trong hành trình này mình mới mất hai bạn ngựa rồi đó. Không ngờ số mình là như vậy. Thôi, hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ không mất thêm một người bạn nào ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mua ẹt Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fog. Mình nghĩ là chúng ta sắp sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng rồi đó các bạn. Các bạn nghĩ sao? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.